Tổng cộng có hơn 200 kg thịt heo và các sản phẩm từ heo như chân giò, xương và nội tạng đã bốc mùi hôi thối bị cơ quan chức năng thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đưa đi tiêu hủy vào ngày 17 tháng 1 năm 2020. Theo đó, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Đồng Xoài cùng ban quản lý chợ Đồng Xoài đã kiểm tra khu nhà lồng chợ thịt chợ Đồng Xoài. Qua kiểm tra, lực lượng liên ngành đã phát hiện hơn 200 kg thịt heo và các sản phẩm từ heo đã bốc mùi hôi thối. Lực lượng liên ngành đã xác định được 4 tiểu thương là chủ số hàng này. Qua làm việc, họ cho biết đây là số heo nội tạng bán dư ế mỗi ngày, được cho vào thùng xốp, ướp đá lạnh và cũng không nhớ chính xác là từ khi nào. Đoàn kiểm tra liên ngành đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với các chủ rạp vì hành vi buôn bán hàng hóa không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời lập biên bản tịch thu và tiêu hủy.